Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh Jenny Cbiz. Ngày hôm nay hãy cùng với Jenny điểm lại những tin tức Hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. Hóa ra trước Lully, Viên Băng Nhiên đã từng trải qua nhiều chiêu trò như vậy, thật không dễ để tồn tại trong làng giải trí. Bây giờ Viên Băng Nhiên đã là một nữ diễn viên nóng bỏng, tất cả là nhờ sự nổi tiếng của Lully. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy ngay cả trước khi có Lully, tài nguyên của Viên Băng Nhiên cũng không hề tệ. Quả thật, cô ấy đã từng đảm nhận vai nữ thứ trong Liệt Họa Tháp Tuyết và trở về Minh Triều làm vương gia. Cho dù là Gian Uyển hay Lão Cửu Môn thì các vai diễn cũng đều rất quan trọng. Cô gái sinh ra ở Thượng Hải này đã học múa từ khi còn nhỏ, sau đó được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải. Cô ấy và Địch Lệ Nhiệt Ba là bạn cùng lớp. Trên thực tế, Viên Băng Nhiên lúc đầu không có tài nguyên tốt như vậy. Cô ấy cũng đã bị mắc lừa rất nhiều. Năm 2013, Viên Băng Nhiên tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Năm 2014, cô ấy đóng vai Thanh Thanh trong Chung cư Tình yêu 4. Lúc đó Viên Băng Nhiên trông xinh đẹp thuần khiết, nhưng bởi vì trong bộ phim có rất nhiều mỹ nữ nên không ai để ý đến cô. Người ta nói rằng căn hộ tình yêu được sáng tác bởi một nhóm diễn viên vô danh. Vì vậy Viên Băng Nhiên, người đóng vai trò trong vở kịch càng không được biết đến vào thời điểm đó. Chỉ sau khi Viên Băng Nhiên trở nên nổi tiếng, mọi người mới biết rằng Viên Băng Nhiên đã đóng một vai nhỏ như vậy. Nhiều người cho rằng Viên Băng Nhiên chỉ đóng vai khách mời trong căn hộ tình yêu. Mặc dù Viên Băng Nhiên hiện tại đã tạo dựng được tên tuổi, nhưng cô ấy không có nghĩa là xuất sắc ngay từ đầu, và cô ấy đã chật vật suốt từ một vai nhỏ cho đến nay. Nhìn cô ấy chạy từ điệp khúc chuyển sang đóng vai phụ, nữ chính thứ hai rồi nữ chính hiện tại, cư dân mạng không khỏi thở dài, thật không dễ dàng chút nào. Nhưng trong lòng người hâm mộ, Viên Băng Nhiên như thế này còn xót xa hơn. Có lẽ vì vậy, người hâm mộ sẽ không tiếc công sức ủng hộ cho cô ấy khi Viên Băng Nhiên vướng vào vòng xoáy hợp đồng. May mắn thay, Viên Băng Nhiên đã bước ra khỏi vòng xoáy và trở thành nữ chính số 1. Cô ấy đã trải qua đủ thứ chuyện, tất yếu sẽ biến thành dưỡng chất tốt giúp cô ấy phát triển. Tin rằng Viên Băng Nhiên sẽ là một diễn viên tiềm năng, có nhiều khả năng hơn trong tương lai. Bạn nghĩ sao về Viên Băng Nhiên? Bạn có yêu thích Viên Băng Nhiên hay không? Hãy comment ngay bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé!